Châu Tinh Trì lộ ảnh hẹn hò với chân dài nóng bỏng kém 42 tuổi, thực hư ra sao? Cộng đồng mạng xứ Trung không khỏi hoang mang trước thông tin Châu Tinh Trì đang hẹn hò với bạn gái kém 42 tuổi. Mới đây, truyền thông Hoa ngữ bất ngờ đăng tải loạt ảnh hẹn hò của vua hài Châu Tinh Trì và chân dài Trương Hiểu Kỳ. Mỹ nhân này từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, cô sở hữu gương mặt xinh đẹp và thân hình vô cùng nóng bỏng. Đáng chú ý, bạn gái tin đồn của Châu Tinh Trì chỉ mới 17 tuổi, kém vị đạo diễn nổi tiếng này đến 42 tuổi. Ngay lập tức, thông tin này đã nhanh chóng leo top tìm kiếm trên Weibo. Được biết, từ trước đến nay, Châu Tinh Trì rất kín tiếng về chuyện đời tư. Chính vì vậy, tin đồn hẹn hò của vị đạo diễn tài ba này đã khiến dân mạng không khỏi xôn xao. Giữa lúc netizen còn đang bán tính bán nghi, thì phía Châu Tinh Trì đã lên tiếng phủ nhận tin đồn. Cụ thể, trợ lý của đạo diễn họ Châu cho biết, trước buổi đi chơi 2 ngày, chính cô gái kia đã chủ động rủ Tinh ra đi lướt sóng nhưng ông ấy không quan tâm, cũng chẳng trả lời cô ấy. Hai người không quen biết nhau, cả một nhóm đi biển chơi nhưng không hiểu sao câu chuyện lại bị báo chí viết thành ra như thế này. Phía đại diện của Châu Tinh Trì còn khẳng định mỹ nhân 17 tuổi cố tình gài bẫy để đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, lời giải thích này của phía Châu Tinh Trì không được cộng đồng mạng tin tưởng. Một số netizen còn chia sẻ bức ảnh vua hài và mỹ nhân 17 tuổi xuất hiện tại bến tàu lúc đêm muộn. Cử chỉ của cả hai khá thân thiết. Hiện tại, mối tình ông cháu này vẫn đang là vấn đề bàn tán trên các trang mạng xứ Trung.